Tường quá hạnh phúc đi khi mà Tường biết được là các bạn được truyền cảm hứng từ cái clip này. Tường luôn luôn tâm niệm một điều á, cái thông điệp của mình nó không nằm ở chỗ là bạn hát hay bao nhiêu hay bạn sáng tác giỏi bao nhiêu, mà vấn đề là cái câu chuyện và cái nội dung của bạn làm là gì. Và suốt đời này Tường vẫn mang theo một cái sứ mệnh mà Tường nghĩ là Tường muốn làm và thật sự rất muốn làm, đó là truyền cảm hứng. Truyền cảm hứng dù cho mình làm bất cứ cái điều gì, dù cho mình tập gym, dù cho mình hát, mình biểu diễn, mình sáng tác tất cả mọi thứ. Và Tường muốn mọi người phải hiểu rằng là Tường và các bạn không khác gì nhau hết, chỉ là Tường dám đi con đường khó. Bây giờ các bạn cũng dám đi con đường khó thì các bạn sẽ tìm được các bạn hết. Khi mà Tường cởi mở hơn thì Tường muốn là âm nhạc của Tường nó có sức lan tỏa hơn nữa. Nó sẽ không bị giới hạn bởi thời gian, không gian, lứa tuổi, giới tính. I wanna break it all. Tường muốn phá bỏ hết tất cả những cái limit đó, những cái giới hạn đó, để mà chúng ta đến cuối cùng chỉ là những tâm hồn đồng cảm với nhau thôi. Và Tường nghĩ cái gì xuất phát từ trái tim nó sẽ chạm đến trái tim.